Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên mục tuyên truyền của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện Tuần Giáo. Mở đầu chương trình mời quý vị và các bạn cùng nghe nội dung tin họp ban chỉ đạo các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện Tuần Giáo. Sáng ngày 9 tháng 4, Ban chỉ đạo các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện Tuần Giáo tổ chức họp đánh giá tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trong thời gian vừa qua. Dự hội nghị có đồng chí Lò Văn Cương, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện, đồng chí Giàng A Dế, phó bí thư thường trực huyện ủy, đồng chí Lê Xuân Cảnh, phó bí thư chủ tịch ủy ban dân huyện cùng các đồng chí thành viên ban chỉ đạo dự án trọng điểm trên địa bàn huyện Tuần Giáo. Trước khi diễn ra cuộc họp, các đại biểu đã đi kiểm tra thực địa tại các dự án trọng điểm gồm công viên cây xanh, ngầm Trường An, Đoàn Kết, trường trung học cơ sở thị trấn Tuần Giáo, nhà máy chế biến rác thải và khu tập kết cây giống Macca để đánh giá tiến độ thực tế triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện. Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe báo cáo tình hình, tiến độ thực hiện các dự án đầu tư trọng điểm trên địa bàn huyện, phương hướng kế hoạch trong thời gian tới. Theo báo cáo năm 2024, tổng kế hoạch 53 tỷ 179 triệu đồng, giải ngân đến hết quý 1 năm 2024 đạt 13 tỷ 450 triệu đồng, đạt 25,3% kế hoạch. Hiện trên địa bàn huyện Tuần Giáo có 7 dự án trọng điểm đang được triển khai thực hiện, gồm dự án trường trung học cơ sở thị trấn Tuần Giáo, dự án nâng cấp đường quốc lộ 6, trung tâm xã Dạng Đông, trung tâm xã Phỉnh Sáng, Phảng Củ, trung tâm văn hóa huyện, đường ngầm Trường An đến khối đoàn kết, công viên cây xanh, hạ tầng khu đất phòng văn hóa, bãi phim, thiết bị sách, hạ tầng nút giao thông ngã ba khu vực dốc đỏ thị trấn. Đây là các công trình trọng điểm nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ của huyện Tuần Giáo. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng các dự án chưa đảm bảo, có mặt bằng sạch 100% như trường trung học cơ sở thị trấn Tuần Giáo, đường ngầm Trường An đến khối đoàn kết, công viên cây xanh. Từ đó tham vấn góp ý về các giải pháp triển khai thực hiện hiệu quả thời gian tới. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Xuân Cảnh, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban dân huyện chia sẻ khó khăn nhất trong triển khai các dự án là công tác bồi thường giải phóng mặt bằng song ủy ban dân huyện sẽ tập trung tối đa nguồn lực tháo gỡ khó khăn vướng mắt chỉ đạo đơn vị chuyên môn cùng chính quyền địa phương tích cực tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành phương án giải phóng mặt bằng đã phê duyệt ưu tiên bố trí kinh phí cho công tác giải phóng mặt bằng vận động nhân dân chấp hành phương án và sớm bàn giao mặt bằng thi công công trình đáp ứng tiến độ mang lại hiệu quả đầu tư phấn đấu hoàn thành các dự án đúng tiến độ Đối với các dự án cơ bản đã hoàn thành, huyện sẽ đôn đốc đơn vị thi công nhanh chóng hoàn thiện, nghiệm thu và đưa vào sử dụng trước ngày 7 tháng 5 năm 2024. Kết luận hội nghị, đồng chí Lò Văn Cương, tỉnh ủy viên Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, trưởng ban chỉ đạo các dự án trọng điểm của huyện, ghi nhận sự cố gắng của các thành viên ban chỉ đạo trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí Bí thư huyện ủy đề nghị thời gian tới các thành viên ban chỉ đạo bám sát các dự án đang triển khai, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức để nhân dân đồng thuận ủng hộ thực hiện dự án. Song song với đó, đảm bảo quyền lợi của nhân dân theo luật định. Giao ủy ban dân huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thường xuyên giám sát đôn đốc để các dự án được thực hiện đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng. Chuyên mục hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện Tuần Giáo. Mở đầu chương trình là nội dung bài Đổi thay ở vùng căn cứ cách mạng Phú Nhung sau 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Thưa quý vị và các bạn, tự hào là vùng căn cứ cách mạng trong kháng chiến chống Pháp, phát huy truyền thống kiên cường trong kháng chiến. Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phú Nhung luôn đoàn kết, ra sức thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế xã hội, xây dựng quê hương ngày càng đổi mới, giàu đẹp. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Giáp Phú Nhung chính là nơi được Ban Cán sự Đảng tỉnh Lai Châu cũ chọn làm căn cứ để hoạt động. Thời kỳ đó, nơi đây đã có hàng trăm người dân tình nguyện trở thành liên lạc, dẫn đường cho cán bộ Việt Minh hoạt động cách mạng như anh hùng liệt sĩ vừa A Dính, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Sùng Phái Sinh. Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, đời sống người dân vùng căn cứ cách mạng Bú Nhung gặp nhiều khó khăn. Cơ sở hạ tầng bị tàn phá bởi chiến tranh. Khó khăn là thế, song nhân dân vẫn một lòng theo đảng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của đảng. Phát huy truyền thống cách mạng Nhân dân Phú Nhung đoàn kết thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, từng bước ổn định cuộc sống, chung sức kiến thiết quê hương. Đến nay, trải qua 70 năm, vùng căn cứ cách mạng năm xưa đã từng bước chuyển mình rõ rệt đời sống của người dân cơ bản ổn định, nhiều hộ đã vươn lên khá giả, các công trình giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế, điện, nước sinh hoạt, các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế đã giúp người dân xã Bố Nhung cải thiện nâng cao chất lượng cuộc sống. Với niềm tự hào sinh ra trên mảnh đất quê hương Bố Nhung anh hùng, nhân dân hăng hái lao động sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi để nâng cao năng suất hiệu quả kinh tế người dân tập trung trồng các loại cây nông nghiệp ngắn ngày. Hiện toàn xã có 92 ha ngô, 10 ha lạc, 80 ha dứa và 5 ha cây mía. Ngoài ra, nhân dân xã Phú Nhung trồng hơn 80 ha cây ăn quả gồm xoài, nhãn, bưởi da xanh. Đặc biệt, thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Tuần Giáo năm 2023 xã Bố Nhung trồng 64,5 ha cây mắc ca. Năm 2024, xã tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân đăng ký trồng mới 116 ha cây mắc ca. Đồng thời, tập trung phát triển chăn nuôi gia súc gia cầm để nâng cao thu nhập. Hiện tổng đàn gia súc toàn xã trên 6.200 con, tổng đàn gia cầm trên 22.000 con, duy trì diện tích nuôi thủy sản 20 ha. Ông Vàng A Sùng, gia làng xã Bố Nhung cho biết nhân dân xã Phú Nhung này thời trong cái thời kỳ chống Pháp ấy thì nhân dân ở đây sống rất là khổ. Sau khi giải phóng địa biên phủ ấy, thì có Đảng và nhà nước đã quan tâm giáo dục là hướng dẫn cách làm ăn. tôi thế là bà con nhân dân ở đây thì người ta cũng cần cù chịu khó làm ăn. Nhân dân ở đây cũng học tập cách làm giàu cho gia đình. Giờ là dần dần là cũng cuộc sống cũng khá lên. Bản Đề Chia A Giáp Phú Nhung có 82 hộ với 360 nhân khẩu. Người dân trong bản chủ yếu sống bằng nghề nông, đời sống còn nhiều khó khăn. Ban phát triển bản, bàn bạc tìm hướng đi để đề ra chủ trương giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ. Tuyên truyền vận động người dân trong bản phát huy ý chí, tự lực tự cường, tích cực thi đua lao động sáng tạo, nỗ lực phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tính đến nay, bản đề chia A có 53 hộ khá giàu, 10 hộ cận nghèo và có 19 hộ nghèo. Cả bản có 75 trên 82 hộ đạt gia đình văn hóa và bản đạt bản văn hóa 5 năm liên tục. Ông Vừ Thái Hòa, trưởng bản đề chia A xã Bố Nhung cho biết thêm chủ trương của đảng nhà nước thì cái đã triển khai từ khi mà bản được chia tách rồi thì cái vận động bà con là làm đường đến vướng đất của hộ gia đình nào thì ra hộ gia đình đấy là phải hiến cái đất đấy để cho làm các tuyến đường ví dụ tuyến đường chính và các tuyến đường nội đồng và nội bản các hộ điều nhất trí là hiến đất để mình triển khai cái dự án nông thôn mới còn về phát triển kinh tế xã hội thì hiện tại bây giờ bản đề chia a thì nói chung là cây mới nhọn thì cũng là cây ngô thôi. một số hộ là tự phát cái mô hình trồng dứa. bây giờ thì cái dứa là cũng là một cây mới nhọn của bản. thực hiện cái dự án đồng bào dân tộc thiểu số ấy thì cũng triển khai dự án mắc ca nên là có một số hộ gia đình thì cũng đăng ký trồng. nhưng mà hiện tại bản thì cũng có khoảng đến năm nay thì 28 hộ đăng ký trồng cây mắc ca năm 2024. cuộc sống hiện tại thì cũng ngày một được thay đổi. Hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, người dân xã Bố Nhung đã chung tay góp sức, tham gia đóng góp kinh phí, ngày công hiến đất để xây dựng các công trình công cộng. Từ năm 2020 đến nay, người dân đã hiến trên 1,5 hecta đất, góp hàng trăm triệu đồng cùng hàng nghìn ngày công lao động. Đến nay, đường giao thông đến trung tâm xã và các bản đều đã được bê tông hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao thương buôn bán, đi lại của người dân. 8 trên 8 bản xã hội hóa 100% xây dựng nhà văn hóa bản. Bản đề chia B là một trong những bản điển hình về phong trào xây dựng nông thôn mới. Nhân dân trong bản đã tự nguyện hiến 6.410 m2 đất để làm đường giao thông nông thôn liên xã liên bản, đóng góp được 43 triệu đồng xây dựng lại nhà văn hóa bản. Đến nay, bản đã đạt được 16 trên 19 tiêu chí và phân đấu đạt bản chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2024. Phong trào khuyến học tiếp tục được người dân xã Bố Nhung phát huy và xây dựng, trở thành điểm sáng của huyện Tuần Giáo. 100% trẻ em trong độ tuổi đều được đến trường học tập, không có học sinh bỏ học. Nhiều em đạt thành tích cao trong các cuộc thi học sinh giỏi các cấp. Trong xã có nhiều dòng họ hiếu học. Tiêu biểu điển hình như dòng họ vừ ở bàn đế chia A, dòng họ sùng ở bàn phiêng Pi. Qua đó góp phần thắp lửa cho phong trào học tập của nhiều thế hệ tại địa phương. Thực hiện đề án vận động hỗ trợ làm nhà đã đoàn kết cho hộ nghèo hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2024. Xã Phú Nhung có 11 hộ nghèo cận nghèo được hỗ trợ làm nhà. Chiến tranh đã lùi xa, mỗi năm trôi qua lại thêm một lần, đảng bộ chính quyền, nhân dân vùng căn cứ cách mạng Phú Nhung tô đậm thêm trang sử vẻ vang của quê hương với nhiều thành tựu đạt được trên các lĩnh vực. Từ vùng đất hoang tàn nghèo đói, Vú Nhung đã thay ra đổi thịt, trở thành một trong những xã đi đầu trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới của huyện Tuần Giáo. Những ngày này, trên các con đường qua trung tâm xã, tại các nhà văn hóa bản, trên những cổng ngõ, dợp màu cờ đỏ sao vàng, chuẩn bị chào đón kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Sự đổi thay của vùng quê cách mạng Vú Nhung hôm nay có được bởi sự đoàn kết, thống nhất, trong toàn đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong phát triển kinh tế, xoa đói giảm nghèo. Đó là nền tảng để Pú Nhung viết tiếp trang sử đầy tự hào của quê hương trong thời kỳ đổi mới. Tiếp theo là nội dung công tác đảm bảo hậu cần trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Công tác hậu cần chiến dịch Điện Biên Phủ có bước tiến vượt bậc và để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý. Đó là quán triệt nắm vững chủ trương, quyết tâm chiến lược, vượt mọi khó khăn, tổ chức đảm bảo hậu cần sáng tạo hiệu quả. Kết hợp hậu cần quân đội với hậu cần nhân dân các cấp, huy động mọi nguồn lực phục vụ chiến dịch. Tổ chức chỉ huy, chỉ đạo chặt chẽ, lấy vận tải làm trung tâm và phân tuyến hậu cần hợp lý, đảm bảo đời sống sinh hoạt của bộ đội trong hầm hào khi đánh lấn, cứu chữa vận chuyển thương binh hiệu quả chú trọng đảm bảo lực lượng để đảm bảo cho bộ đội tác chiến liên tục dài ngày. Trong đó, phát huy thế trận hậu cần nhân dân là bài học lớn nhất quyết định làm nên chiến thắng của chiến dịch. Kế thừa phát triển những kinh nghiệm đó, chúng ta đã thực hiện tốt công tác bảo đảm hậu cần trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc trong chiến tranh vấn đề đảm bảo hậu cần là một nhiệm vụ hết sức quan trọng góp phần tạo nên sức mạnh chiến đấu và ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả hoàn thành nhiệm vụ của một trận đánh hoặc một chiến dịch trong chiến dịch điện biên phủ cũng vậy sinh thời chủ tịch hồ chí minh từng căn dặn công việc cung cấp cũng quan trọng như việc trực tiếp đánh giặc trước mặt trận cung cấp đủ súng đạn đủ cơm áo cho bộ đội thì bộ đội mới đánh thắng trận các chú phải làm thế nào một bát gạo, một đồng tiền, một viên đạn, một viên thuốc, một tấc vải, phải đi thẳng đến chiến sĩ. Đó là bổn phận của các chú. Để bảo đảm sức khỏe cho bộ đội chiến đấu liên tục dài ngày trong điều kiện khó khăn, hậu cần chiến dịch, chỉ đạo thực hiện nhiều biện pháp như chế biến các loại thực phẩm khô như vừng, đỗ lạc, ướp muối thịt, muối dưa, gửi lên mặt trận. Hậu cần đại đoàn 316 đưa được nhiều đàn bò từ Thanh Hóa lên Điện Biên Phủ. Hậu cần đại đoàn công pháo 351 ướp muối hàng chục tấn thịt bảo đảm cho các đơn vị. Hậu cần đại đoàn 312 tổ chức đội xe thồ 100 chiếc vận chuyển thực phẩm từ Phú Thọ lên mặt trận. Đại đoàn 308 khai thác tại chỗ 52 tấn củ mày, 32 tấn rau rừng, đánh bắt 32 tấn cá. Trong đợt 2 chiến dịch, bộ đội đào hào đánh lấn dưới làn hỏa lực ác liệt của địch trời mưa chiến hào lầy lội hậu cần chiến dịch chỉ đạo các đơn vị đào bếp hoàng cầm tổ chức dự trữ lương thực thực phẩm củi khô nước sinh hoạt tại trận địa củng cố hầm ngủ nghỉ nhà vệ sinh giã chiến luân phiên tắm giặt nên sức khỏe bộ đội dần khôi phục và ổn định do thương bệnh binh tăng gấp đôi dự kiến ngành quân y đã huy động toàn bộ lực lượng của bảy đội điều trị Cục Quân Y, 4 đội điều trị của các đại đoàn tham gia chiến dịch. Trong đó, 5 đội điều trị được xây dựng thành bệnh viện mặt trận, 3 đội triển khai ở tuyến hậu cần hòa tuyến. Nhiều giáo viên, sinh viên trường đại học dược cũng được điều động lên phục vụ mặt trận. Sau 56 ngày đêm liên tục kiên cường chiến đấu, chiều ngày 7 tháng 5 năm 1954, lá cờ quyết chiến quyết thắng của quân đội ta tung bay trên nóc hầm tướng Đờ Cát. Chiến dịch Điện Biên Phủ kết thúc thắng lợi. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, ngành hậu cần đã huy động toàn bộ lực lượng đảm bảo cho hơn 87.000 người tham gia chiến dịch. Lực lượng chiến đấu 53.830 người. Cối lượng vật chất phục vụ chiến dịch lên tới 20.000 tấn, 1.200 tấn đạn, 1.733 tấn xăng dầu, 14.950 tấn gạo, 268 tấn muối, 577 tấn thịt, 1.034 tấn thực phẩm và 6 tấn vật chất khác đại tướng võ nguyên giáp đánh giá trên mặt trận điện biên phủ vấn đề đảm bảo cung cấp lương thực đạn dược là một nhân tố vô cùng quan trọng quan trọng không kém các vấn đề chiến thuật khó khăn về cung cấp lương thực không kém khó khăn về tác chiến tình hình cung cấp khẩn trương từng ngày từng giờ không kém tình hình chiến đấu quân địch không bao giờ tưởng tượng được rằng chúng ta có thể khắc phục được khó khăn này Bọn đế quốc, bọn phản động không bao giờ đánh giá được sức mạnh của cả một dân tộc, sức mạnh của nhân dân. Sức mạnh đó có thể khắc phục tất cả mọi khó khăn, chiến thắng mọi kẻ thù. Với tinh thần tất cả cho mặt trận, tất cả để chiến thắng, quân và dân ta vượt mọi khó khăn, đảm bảo cho chiến dịch Điện Biên Phủ giành thắng lợi. Công tác hậu cần chiến dịch Điện Biên Phủ có bước tiến vượt bậc và để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý đó là quán triệt nắm vững chủ trương quyết tâm chiến lược vượt mọi khó khăn tổ chức đảm bảo hậu cần sáng tạo hiệu quả kết hợp hậu cần quân đội với hậu cần nhân dân các cấp huy động mọi nguồn lực phục vụ chiến dịch tổ chức chỉ huy chỉ đạo chặt chẽ lấy vận tải làm trung tâm và phân tuyến hậu cần hợp lý đảm bảo đời sống sinh hoạt của bộ đội ở trong hầm hào khi đánh lấn cứu chữa vận chuyển thương binh hiệu quả chú trọng bảo toàn lực lượng để bảo đảm cho bộ đội tác chiến liên tục dài ngày. Trong đó, phát huy thế trận hậu cần nhân dân là bài học lớn nhất quyết định làm nên chiến thắng của chiến dịch. Kế thừa phát triển những kinh nghiệm đó, chúng ta đã thực hiện tốt công tác đảm bảo hậu cần trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam và cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. nối tiếp chương trình là nội dung phát huy tinh thần sáng tạo trong chiến thắng điện biên phủ chiến thắng điện biên phủ là thắng lợi của nghệ thuật chiến tranh nhân dân toàn dân toàn diện là kết tinh sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước khối đại đoàn kết toàn dân của nghệ thuật quân sự việt nam đồng thời chứng minh chân lý một dân tộc đất không rộng người không đông kinh tế chưa phát triển quân đội còn non trẻ vũ khí trang bị còn thô sơ nhưng biết đoàn kết một lòng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam được nhân dân tiến bộ trên thế giới đồng tình ủng hộ có thể đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược. Sức mạnh và giá trị của chân lý đó đến nay và mai sau vẫn còn nguyên tính thời sự. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, lần đầu tiên ngành kỹ thuật phải tiến hành bảo đảm một khối lượng rất lớn vũ khí, trang bị cho lực lượng bộ đội chủ lực tham gia chiến dịch gồm 3 đại đoàn bộ binh 308, 312, 316, trung đoàn bộ binh 57, đại đoàn 304, đại đoàn công binh, pháo binh 351. Từ thực tiễn thành công trong hoạt động của lực lượng kỹ thuật cho chiến dịch tiện biên phủ đã khẳng định rõ bài học về phát huy tinh thần sáng tạo trong đảm bảo kỹ thuật của quân đội ta đã tổ chức huy động phương tiện và đảm bảo kỹ thuật tốt cho lực lượng vận tải cơ giới phục vụ trong suốt quá trình diễn ra chiến dịch. Việc tổ chức huy động phương tiện và đảm bảo kỹ thuật cho chiến dịch Điện Biên phủ là điều kiện vô cùng quan trọng để tiến hành chiến dịch. Vì vậy, bộ chỉ huy chiến dịch đã chỉ đạo tập trung mọi nguồn lực nhằm đẩy mạnh xây dựng và thực hiện công tác đảm bảo trang bị, đảm bảo kỹ thuật tại chỗ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ quân sự. Trong chiến dịch Điện Biên phủ, Việc tổ chức huy động phương tiện và đảm bảo kỹ thuật tốt cho lực lượng vận tải cơ giới đã thể hiện tính đúng đắn sáng tạo trong tổ chức đảm bảo kỹ thuật. Để thực hiện phương châm đánh chắc tiến chắc, nhu cầu đảm bảo về vật chất cho chiến dịch lên tới 1.455 tấn đạn, gần 15.000 tấn gạo. Đây là lượng đạn và lương thực lớn nhất kể từ đầu cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp mà hậu cần kỹ thuật phải bảo đảm cho một chiến dịch đồng thời phải vận chuyển trong điều kiện chiến trường ở xa hậu phương lên đến 600 km. Địa hình rừng núi hiểm trở, thời tiết khí hậu khắc nghiệt, địch tập trung đánh phá ác liệt trên các tuyến trọng điểm. Để thực hiện được nhu cầu vận chuyển vật chất trên, ngoài việc huy động lực lượng bộ đội, dân công và thanh niên sung phong phục vụ hỏa tuyến, ta đã phát huy tinh thần sáng tạo trong đảm bảo kỹ thuật bằng cách Động viên một số lượng rất lớn phương tiện vận tải cơ giới và thô sơ như ô tô, tàu thuyền bè mảng, xe đạp, xe trâu, xe bò, xe ngựa ở cả vùng tạm bị địch chiếm liên khu 3 hay vùng tự do thành Nghệ Tĩnh, vùng Việt Bắc và Tây Bắc. Tại Tây Bắc, hậu phương tại chỗ, ta đã kết hợp chặt chẽ mọi khả năng của các tỉnh huyện, động viên được 83 thuyền bè mảng riêng tỉnh Lai Châu đã động viên được 58 thuyền bè mảng. Trong đó huyện Mường Tè, nơi gần chiến dịch, có nhiều đồng bào dân tộc ít người, nhưng cũng động viên được 14 thuyền bè mảng. Vùng Việt Bắc theo kế hoạch huy động 2.000 xe đạp, nhưng đã huy động lên đến 8.062 xe. Liên khu 3 động viên được 1.712 xe. Tỉnh Thanh Hóa động viên được 9.814 xe đạp và 955 thuyền ván, 170 thuyền năn. Trong thời gian chiến dịch Điện Biên Phủ, các lực lượng trong cả nước đã động viên huy động được trên 20.000 xe đạp thù, 17.000 xe ngựa thù, trên 11.800 tàu thuyền bè mảng và 628 xe ô tô. Trong đó, số phương tiện được huy động sử dụng trực tiếp cho chiến dịch gồm có 628 ô tô, 135 tàu thuyền các loại, trong đó có 10 cano một thuyền sắt 6 tấn, 16 thuyền gỗ từ 2,5 đến 12 tấn. 2.500 xe đạp, 500 xe ngựa với khối lượng luân chuyển lên đến 4 triệu 400 000 tấn. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, lần đầu tiên ta động viên và sử dụng một số lượng lớn phương tiện cơ giới là ô tô làm nhiệm vụ vận chuyển chủ yếu khối lượng vật chất hậu cần kỹ thuật cho chiến dịch. Với phương châm, cơ giới là chủ yếu, triệt để phát huy cơ giới, đồng thời tranh thủ mọi phương tiện thô sơ. Nên việc bảo đảm tình trạng kỹ thuật tốt cho phương tiện vận tải cơ giới được các cấp các ngành đặc biệt quan tâm và tổ chức chu đáo. Cục vận tải phát động các phong trào thi đua ở các đơn vị tập trung sửa chữa những xe ô tô hư hỏng để nhanh chóng đưa vào phục vụ chiến dịch. Đại đội 202 đã tự khắc phục sửa chữa được 12 xe, trong đó có 9 xe hỏng nặng và đại đội 206 tự khắc phục được 4 xe đưa vào sử dụng ngay. Bên cạnh phong trào tự sửa chữa, nâng cấp xe ở các đơn vị, ngành xe quân đội đã sáng tạo tổ chức một hệ thống bảo đảm kỹ thuật phục vụ cho các phương tiện cơ giới vận tải từ hậu phương ra tiền tuyến. Trên đường ra mặt trận có xưởng sửa chữa AZ11 ở ngã ba Đông Lý Yên Bái được bổ sung nhiều trang thiết bị thường xuyên sửa chữa cho các xe hoạt động chở hàng từ hậu phương ra các kho trung tuyến. Đội sửa chữa ở tuần giáo điện biên phủ, km 70, đảm bảo ưu tiên sửa chữa cho các xe hoạt động ở trung tuyến và hòa tuyến. Hai đội sửa chữa cơ động được bố trí trên đường số 41 và đường số 13. Mỗi đội có từ 7 đến 8 thợ giỏi, sẵn sàng sửa chữa những xe bị hư hỏng dọc đường. Với số lượng xe, máy động viên ngày càng nhiều cho chiến dịch, các xưởng sửa chữa của cục vận tải cũng nhanh chóng được bổ sung nhiều máy móc khá hiện đại như máy tiện, máy phay, máy doa, máy khoan điện, máy hàn, máy mài trục truyền động chính. Và nhiều thợ lành nghề, các xưởng áp dụng chuyên môn hóa cho các bộ phận, khả năng sửa chữa được nâng lên, cả ba xưởng hàng tháng có thể sửa chữa được 25 xe. Riêng xưởng Tiền Phong còn sản xuất được một số phụ tùng thay thế cung cấp cho các đơn vị xe và các xưởng khác. Vì vậy trong suốt quá trình phục vụ chiến dịch, trong số 80 xe bị địch bắn phá và tai nạn làm hỏng nặng, đã có 60 xe được lực lượng kỹ thuật sửa chữa khắc phục. Với tinh thần yêu xe như con, quý xăng như máu, trong quá trình diễn biến chiến dịch, các chiến sĩ lái xe, thợ sửa chữa đã ngày đêm chăm sóc bảo quản đảm bảo xe máy luôn có chất lượng tốt sẵn sàng nhận nhiệm vụ tăng khả năng cơ động của xe tăng trọng lượng chở gạo đạn và kéo pháo vào trận địa đúng theo kế hoạch thời gian quy định xe hỏng được lực lượng kỹ thuật nhanh chóng sửa chữa ngay trên đường hành quân để giảm giờ chết Phần cuối của chương trình là nội dung bài học về phát huy thế trận hậu cần nhân dân trong chiến thắng Điện Biên Phủ. Với nhãn quan sâu rộng và sắc sảo, bằng sự so sánh tương quan, lực lượng khoa học và chính xác, ngày 6 tháng 12 năm 1953, Bộ Chính trị thông qua phương án tác chiến trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ. Lực lượng tham gia chiến dịch gồm 3 đại đoàn bộ binh, toàn bộ pháo binh, công binh, lực lượng phòng không quân số khoảng 35.000 người. Thực hiện quyết tâm của Bộ Chính trị, toàn đảng, toàn dân tập trung chi viện cho tiền tuyến. Hội đồng cung cấp mặt trận trung ương và ở một số tỉnh được thành lập. Phó Thủ tướng Phạm Văn Đồng được cử làm Chủ tịch Hội đồng cung cấp mặt trận trung ương. Đồng chí Nguyễn Trí Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị được trung ương cử vào Thanh Hóa. Tỉnh có khả năng lớn nhất về nhân lực, vật lực, để động viên đôn đốc việc huy động mọi mặt cho chiến dịch. Tiền phương Tổng cục Cung cấp cũng được thành lập do Phó chủ nhiệm Tổng cục Đặng Kim Giang phụ trách cùng hơn 300 cán bộ trung cao cấp của Đảng. Lãnh đạo chỉ huy Tổng cục Cung cấp và các cục chuyên ngành đều trực tiếp tham gia chiến dịch. Theo phương châm tác chiến, dự kiến nhu cầu hậu cần chiến dịch gồm 434 tấn đạn 7.730 tấn gạo, 140 tấn muối, 465 tấn thực phẩm, cứu chữa 5.000 thương binh và ngày 20 tháng 1 năm 1954 phải hoàn thành chuẩn bị về hậu cần. Tổng quân ủy nhận định, để tiến hành chiến dịch rất lớn này, ta có nhiều khó khăn. Khó khăn lớn nhất là cung cấp mà chủ yếu là vấn đề đường xá. Tổ chức cung cấp cho chiến dịch được chia thành hai tuyến. Tuyến hậu phương do Tổng cục Cung cấp và Hội đồng Cung cấp Liên khu Việt Bắc, Liên khu 3 và Liên khu 4 đảm nhiệm. Tuyến chiến dịch do Tiền phương Tổng cục Cung cấp và Hội đồng Cung cấp khu Tây Bắc đảm nhiệm. Tuyến hậu phương bàn giao dân công, phương tiện, vũ khí đạn dược, thuốc quân y, xăng dầu, gạo muối cho tuyến chiến dịch. Ở Ba Khe nghĩa lộ trên đường số 13 hướng từ Việt Bắc sang và ở suối rút bãi sang trên đường số 41. Tuyến hậu cần chiến dịch trải dài trên 350 km, ban đầu tổ chức thành 4 binh trạm: Ba Khe, Sơn La, Tuần Giáo và km 62 trên đường từ Tuần Giáo đi Điện Biên phủ. Mỗi binh trạm có lực lượng vận tải quân y, kho, bảo đảm cho bộ đội hành quân và chuyển vật chất lên tuyến trước. Tổng cục Cung cấp còn tổ chức tuyến vận tải Sơn La, Mừng Luân, Na Sang phối hợp với các địa phương ở Thượng Nguồn Sông Mã, huy động nhân lực, vật lực, đảm bảo cho Đại đoàn 304 tác chiến ở Hồng Cúm. Đồng thời cải tạo sông Nậm Na để tổ chức vận tải bằng thuyền mảng về Lai Châu rồi chuyển tiếp cho các đơn vị. Nhằm tập trung lực lượng đảm bảo cho phía trước, cuối giai đoạn chuẩn bị, ta có sự điều chỉnh tổ chức bố trí hậu cần tuyển hậu phương của Tổng cục Cung cấp và Hội đồng Cung cấp Mặt trận các liên khu vươn đến Sơn La. Cơ quan Hội đồng Cung cấp Mặt trận Trung ương do Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Trân phụ trách lên sát cò nòi gần tuyến tiền phương, trực tiếp chỉ đạo việc huy động nhân lực vật lực của Liên khu 3, Liên khu 4 và Việt Bắc. Hậu cần chiến dịch được điều chỉnh gồm 3 tuyến, mỗi tuyến có kho chạm lực lượng quân y và vận tải đồng bộ tuyến Sơn La tuần giáo do đồng chí Đinh Đức Thiện phụ trách. Sở chỉ huy ở thị xã Sơn La, tuyến tuần giáo Lai Châu do đồng chí Vũ Văn Đôn phụ trách. Sở chỉ huy ở tuần giáo, tuyến hậu cần hòa tuyến trực tiếp đảm bảo cho chiến đấu do đồng chí Nguyễn Thanh Bình phụ trách. Sở chỉ huy ở gần Nà Tấu. Quân y chiến dịch tổ chức 3 đội điều trị ở sau đội điều trị các đại đoàn bộ binh. Các đơn vị dân công, bệnh xá, bệnh viện được bố trí theo các tuyến hậu cần. Các kho vật chất được ngụy trang kín đáo, đảm bảo bí mật an toàn. 17 giờ 5 phút ngày 13 tháng 3 năm 1954, chiến dịch lịch sử Điện Biên phủ mở màn bằng trận tiến công Him Lam. Các tuyến hậu cần bước vào phục vụ bộ đội chiến đấu. Khó khăn lớn nhất của công tác đảm bảo chiến dịch là các tuyến vận tải rất dài, qua địa hình núi rừng hiểm trở sông suối chia cắt, đường xấu. Tuyến từ Cao Bằng, Lạng Sơn đến Sơn La dài hơn 600 km. Tuyến từ Nho Quan, Ninh Bình và Thanh Hóa lên Sơn La dài hơn 300 km. Tuyến từ Sơn La đến Mặt Trận dài hơn 150 km. Trên các tuyến đường đó, địch xác định có 40 trọng điểm đánh phá, có thể cắt đứt toàn bộ tuyến tiếp viện của ta. Để tập trung đánh phá các trọng điểm, máy bay địch đánh 250 lần trước, có cả B-26. Các đèo Lũng Lô, và đìn, các đầu mối giao thông, còn nòi tuần giáo, trở thành trọng điểm đánh phá của địch. Có ngày chúng ném xuống cỏ nòi và đèo pha đin 160 đến 300 quả bom các loại. Song huyết mạch giao thông vận tải phục vụ chiến dịch luôn được đảm bảo. Để bảo vệ giao thông, ta sử dụng hai tiểu đoàn pháo cao xạ 37 mm, các tiểu đoàn súng máy 12,7 mm bắn máy bay. Bốn tiểu đoàn công binh cùng hàng vạn dân công liên tục bám các trục đường đảm bảo giao thông. Chính Nava cũng phải thừa nhận, hiếm có đoạn đường nào bị đứt quá 24 giờ. Hơn nữa, trong thời gian đường bị cắt đứt, việc vận chuyển vẫn được tiếp tục bằng cách truyền tải hoặc đi vòng đường khác. Để vận chuyển khối lượng lớn vật chất lên mặt trận, hậu cần chiến dịch thực hiện phương châm lấy vận tải cơ giới là chủ yếu, triệt để phát huy cơ giới, đồng thời tranh thủ mọi phương tiện thô sơ. 16 đại đội ô tô vận tải, 534 xe của Tổng cục cung cấp được huy động, có thời gian còn được tăng cường 94 xe của các đơn vị pháo binh, phòng không, phong trào thi đua vượt cung tăng chuyến, tiết kiệm xăng dầu, giữ gìn xe tốt, phát triển sâu rộng trong các đơn vị vận tài. Bộ Chỉ huy Chiến dịch tăng cường phương tiện thông tin để chỉ huy trên từng chặng và toàn tuyến, giữa Tổng cục cung cấp hậu phương và tiền tuyến. Tuyến vận tải chiến dịch bố trí 18 trạm điều chỉnh giao thông, hơn 2 vạn xe đạp thù được các địa phương huy động phục vụ chiến dịch. Nhà báo Jim Ra, nguyên đại tá quân đội Pháp viết, không phải viện trợ của Trung Quốc đánh bại tướng Nava, mà đó là những chiếc xe đạp thổ 200 đến 300 kg hàng do những dân công ăn không no, ngủ trên những tấm ni lông trải ngay trên mặt đất. Tướng Nava bị đánh bại bởi trí thông minh và quyết tâm chiến thắng của đối phương. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện Tuần Giáo hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt. À, bác bảo đây rồi. Quan đấy à? Có chuyện gì thế? Bác cho em hỏi chút. Hôm trước bác vay vốn và mua bảo hiểm bảo an tín dụng của bảo hiểm Agribank. Cái này có bắt buộc không hả bác? À không, đây là sản phẩm tự nguyện ôi giời ơi thế không bắt buộc thì bác mua để làm gì phí cả tiền ừ vậy tôi hỏi cô nhé thế cửa nhà cô có ổ khóa không có chứ ạ à? thế cô lắp ổ khóa để làm gì thì để đề phòng kẻ trộm mà này thế cô có bị mất trộm bao giờ chưa dạ chưa nhưng mà phải đề phòng chứ bác à, thế cầu thang nhà cô có lan can không có ạ à. thế cô lắp lan can để làm gì thì để đề phòng chẳng may trượt chân ấy không bị ngã ấy bác đấy <laughs> cô an ạ à, bảo hiểm bảo an tiến dụng cũng giống như ổ khóa cửa và tay vịn cầu thang đều là để phòng ngừa rủi ro, cô đúng không? Em hiểu rồi, cảm ơn bác. Em sẽ tham gia bảo an tín dụng cho yên tâm bác ạ. Đúng, bảo, bảo an, an tín dụng. dụng yên tâm làm lụng. <laughs>